Hello anh em, chào anh em đã quay trở lại với channel cá lóc cảnh của Radio Lê. Mình là Phước đây nè. Này có điều tuyệt vời lắm anh em ơi. Phước đang đội mưa đội gió đi đón cá về anh em. Mới đón một thùng từ sân bay. Mà hàng này thì gọi là rất là ok luôn. Rồi anh em đợi Phước nha, Phước mang vô nhà Phước quay cho anh em xem. Vô nhà rồi anh em ha, có một vận động viên gym thể hình. Đã bưng vô nhà cho Phước. Anh em thấy gì khác không? Rồi chiều nay Phước mới up, anh em mới up mấy cái hồ xong anh Phước anh em. Nhưng mà Phước bận quá Phước không có quay được cho anh em xem cách up hồ. Đỡ nào Phước up tiếp hai hồ như này. Phước sẽ quay cho anh em xem. Đây là bé cá này, hai bé cá gọi là độc nhất vô nhị Việt Nam luôn anh em. Ba con, anh em đợi Phước xíu nha. Thôi em khui thùng luôn đi em. Đang không biết là tình trạng của các bé như thế nào rồi. Đó rất là lo lắng luôn anh em. Lo lắm. Chung là nếu mà thành công thì những con cá này thì Phước nghĩ là nó độc nhất vô nhị Việt Nam rồi. Ồ ok, còn khỏe hết rồi nè. Đấy cũng còn khỏe. Tổng cho hết. À con ấy thì hơi chặt hả? Còn khỏe đúng không? Ôi cha, nhảy tác đầu hết rồi. Con này đột biến một cách rất là dị luôn nha nè. Con này hồi nào? Con này hồi trước em. Thay nước luôn em ơi. Rồi mấy tiếp tục là hai bé, một bé là vàng ươm luôn anh em lóc nha. Con này sao dưới đang đỏ ẩn người rồi, bị trầy người một xíu anh em. Nhưng không sao, mình sẽ chữa trị nó. Ở đây có một bé này size cũng tầm khoảng hơn 60 50 tới 60, cho vô hồ luôn nghĩa đặt mấy em đủ tổ nó em trời ơi. Ừ, cho vô hồ luôn đi. Giờ mình hết hồ rồi anh em ơi. Hết hồ rồi, tạm thời úp trước trong hồ nè. Anh em thấy đẹp không? Đó. Chỉ có chị đúng rồi, con này chuối hoa. Con này chỉ có đẳng cấp của Chanali thì mới chơi mấy hàng này thôi anh em. Phước tâm Phước với Thiên với bạn Nghĩa này, ba anh em rất là tâm huyết những con này luôn anh em. Mua được của những anh em đi săn. Rồi, anh em đợi Phước xíu nha, Phước ngâm cá vào trong hồ tầm khoảng 15 đến 20 phút rồi Phước mở ra cho anh em xem. Rồi, đây là sắp tới là video khui bạc nha anh em. Bạn Nghĩa này hỗ trợ Phước khui bạc. Phước cũng ngâm được một thời gian rồi anh em. Cá anh em mới về á, anh em lưu ý là mình nên ngâm bọc tầm khoảng 15 đến 20 phút cho nó cân bằng cái nhiệt độ anh em. Cân bằng. Em khui luôn đi, em khui mở luôn, em không cần ấy đâu. Ngâm trong bọc, ngâm trong nước, lấy bọc ngâm trong nước luôn anh em, ngâm tầm 15 đến 20 phút cho nó cân bằng nhiệt độ trong quá sau khi quá trình mà mình ship cá ở xa về. Thì cá này thì Phước cũng ship được mua lại, không cần thêm nước đâu em, mà cho nó ra luôn đi. Lóc mà. Không cần cân bằng nước đâu. Cân bằng nước thì nó tốt hơn, nhưng mà lóc thì nó cũng có cái gì đó gọi là độ khỏe rồi. Không sao đâu em, anh cứ bỏ ra thoải mái đi rồi nó không nhảy liền đâu. Đó, anh em thấy không? Chuối hoa. Chuối hoa độc biến nha anh em ơi. Chuối hoa nè. Có bạn, có em trai của mình nè anh em, bạn Đình Thiên. Nè chắc gì anh em biết bạn này đúng không? Trên hội nhóm, trên rồi trên TikTok, kênh Chanali. Ôi, đâu rồi? Em khui luôn bọc thứ hai đi em. Khui luôn bọc thứ hai đi. Nghĩa ơi. Đó, anh em thấy thích không? Chung là chỉ có đam mê bắt tặng với lóc thì mình mới quyết định siêu tầm và tìm tòi đưa những bé lóc này về shop anh em. Trời ơi. Thật sự là Phước mê quá anh em ơi, mê quá. Bây giờ rất là bận nhưng mà thôi cũng cố gắng là đón thêm những bé cá lóc mà đột biến mà gọi là sao ta, nó trên thị trường hiện tại mà nếu mà để có nhiều con như thế này thì không có đâu anh em. Năm 2020 á, 2021 thì bên Phước cũng có sở hữu một con tầm khoảng size 60. Nhưng mà đợt dịch Covid vừa rồi thì Phước không chăm sóc được. Tại vì mình giãn cách xã hội anh em, lúc đó ở Sài Gòn mình giãn cách xã hội. Cho nên là không ấy được, không chăm sóc được thì bé đó bị chết đó anh em. Nên bây giờ quyết định là mình sẽ phải tìm lại, siêu tầm lại. Nhưng mà đúng đợt vừa rồi mình tìm được một lần ba em luôn anh em, ba em đột biến rất là lạ luôn. Có một bé đột biến gọi là siêu đẳng cấp luôn nha anh em. Một bé này là bữa trước
mình nhờ cậu em dưỡng giùm rồi mới đưa về trong Sài Gòn được. Thì bạn này bạn nhảy ra ngoài anh em, con này vàng lắm nha anh em nha, vàng nhưng mà do đang bị stress rồi anh em thấy không, vây dưới rồi bị nhảy ra ngoài nè anh em, bị nhảy ra ngoài bị hư mất vây, nhưng mà không sao anh em ơi, mình sẽ chăm sóc lại một thời gian là nó ổn hết rồi anh em. Đó, đẹp không anh em, cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Như là con này là con cái này, nhìn cái form đầu nó con chú hoa này thì Phước không rõ không rành nha anh em, nhưng mà lắp đồng này này thì Phước cũng gọi là tương đối có thể là mình nhận định được là con nào. Con này thì nếu mà thuần và dưỡng lại một thời gian nó rất là lâu đó anh em, rất lâu luôn, tại vì nó đang bị lỡ người khá nhiều, nhưng mà không sao nè, mình chơi thì mình ok thôi. Rồi trước ra thì có một bé nữa gọi đột biến, nhưng mà cái kiểu rất là dị, vây màu hồng nha anh em, vây màu hồng rồi người có những khoảng hồng chứ không phải là vàng, nhưng bên kia là gọi đột biến kiểu xanh thích, còn cái kiểu này thì nó càng là quý nữa anh em. À, anh em thấy không, bạn này cũng là một bé chuối hoa, trời ơi, chip trong quá trình chip nè anh em, nó nhảy rồi nó bị tróc đầu như kiểu platinum đó. Thì cũng rồi, con này cũng giống vậy, thấy cái con này với lại con màu vàng kia thì nó là một họ, nhưng mà con kia thì đột biến kiểu hình thái là vàng, nhưng con này là đột biến kiểu là sao ra mình nếu mà gọi là cũng có thể là gọi là platinum á, nhưng mà nó đột biến không toàn phần nha anh em, chứ mà không toàn phần, không có platinum. Con kia thì nó toàn phần mới gọi là platinum được, nhưng mà cái này cái gì đột biến nó rất là hay luôn. Cũng buồn cái là nó trong quá trình vận chuyển rồi khai thác được, của ngư dân khai thác được, thì nó có một số vấn đề là đây anh em thấy không, tội ông tông, con này tông ác quá. Ồ, thế thì khả năng con này con trống và con kia con mái, con này đầu nó nhỏ hơn. Bật đi cái kia nó không có cái cục ấy. Đó, anh em thấy đẹp không? Chỉ có những người thật sự đam mê giống như Phước nè anh em, Phước biết là anh em cũng đam mê giống như Phước, nhưng mà anh em chưa có điều kiện về kinh tế, đúng không? Anh em chưa có điều kiện về kinh tế nên anh em chưa tiếp cận được những con này, thì Phước cũng mong là anh em cố gắng mình lao động rồi làm việc, và có những anh em mà là đang gọi là đang còn trong môi trường gọi là đang đi học đó anh em, thì anh em cố gắng học thật tốt đi, đừng để ba mẹ mình buồn, và sau đó thì mình sẽ đi làm được và mình kiếm tiền và mình sẽ chơi với cái đam mê của mình. Rồi anh em đã thích không anh em? Đó. Thì con này Phước sẽ dưỡng lại một thời gian, Phước sẽ cập nhật video hàng tuần cho anh em xem thì nó sẽ được như thế nào, và chắc chắn là những con này thì Phước sẽ giữ ở shop rất là lâu. Phước sẽ nói chung là trên tinh thần shop thì Phước sẽ bán, nhưng mà chắc chắn giai đoạn này thì Phước sẽ chưa bán. Cái mồi nó bị lỡ, tội quá anh em. Con này chắc phải một thời gian lâu nó mới ăn được anh em. Anh em thấy không? Nó mắt nó đen nha, nó không có đỏ nha. Người nó trắng rất là dị. Ok anh em. Rồi cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ Phước trong thời gian vừa qua. Rồi có anh em có cần sự hỗ trợ gì đó thì cứ báo với Phước, Phước sẽ cố gắng hỗ trợ anh em một cách là gọi là nhiệt tình nhất, ok nhất. Đấy, Phước quay cho anh em một vòng cá, nhưng mà cá thì Phước cũng hôm qua Phước cũng có quay video rồi anh em, thì Phước mới up video lúc nãy luôn. Thời gian này ngày mai chủ nhật thì Phước cố gắng là Phước gửi cá đến anh em cách sớm nhất, chứ vừa rồi cũng nợ đơn anh em rồi, nhiều quá rồi cũng hơi ngại. Việt Nam là khoảng tầm 15 triệu. Trời ơi. Nha. Rồi. Trên này thì Phước mới úp hai cái hồ. Cho quay cái kè. Hả? Kè. Phước mới úp hai hồ này, Phước sẽ nuôi những bầy. Ở hai phí đi đúng chuôi hả? Có hả? Underground, Lắc Mini anh em, cũng lại là Blair Harry. Phước sẽ nuôi hai hồ này. Hai hồ này thì tạm thời là Phước để dưới này thôi. Chứ sắp tới thì Phước sẽ úp lại những cái hồ nó đẹp hơn để nuôi những bé này. 25 triệu.
Đó, anh em thấy khung cảnh này là khung cảnh nhà dưới nha, lùi lùi ra sau Phước quay cho anh em xem. Đó là khung cảnh nhà dưới Phước, nơi Phước trưng bày. À Phước lấy cái đèn mắt Phước chưa một đèn Phước nghe. Dưới này có một bể cá nữa anh em, nhưng mà ok anh em nha, cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ Phước, ủng hộ cho anh Ali. Rồi cảm ơn anh em, rồi chào anh em, hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo.